cạnh những nguy hiểm không ngờ từ bệnh viêm nướu lợi. Viêm nướu lợi là căn bệnh phổ biến ở người Việt, thế nhưng bệnh chỉ được quan tâm khi người bệnh cảm thấy đau đớn hay khó khăn trong việc ăn uống, khi đó bệnh có thể đã ở giai đoạn nặng. Chính bởi bệnh có diễn biến chậm và âm thầm nên nhiều người thường chủ quan, dẫn đến hậu quả chết người, điển hình là việc mất răng hàng loạt. Chia sẻ trên fanpage, chia sẻ bài viết này trên Facebook, chia sẻ bài viết này trên Di Cộng. Từ bệnh viêm nướu lợi đến tình trạng mất răng hàng loạt. Bệnh viêm nướu lợi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khác nhau, song phổ biến nhất là do vi khuẩn có trong màng bám răng, cao răng lâu ngày không được làm sạch gây nên tình trạng viêm nhiễm, nướu lợi sưng đỏ và rất dễ dàng chảy máu. Viêm chính là biểu hiện giai đoạn đầu của bệnh viêm nha chu, căn bệnh phổ biến ở những người trong độ tuổi trung niên. Bệnh nếu được phát hiện và điều trị kịp thời thì sẽ khỏi hẳn, việc điều trị cũng không quá khó khăn và tốn kém. Tuy nhiên, nếu viêm nướu lợi đã tiến triển thành viêm nha chu, người bệnh có thể sẽ đối mặt với những biến chứng không thể phục hồi. Theo bác sĩ Trần Văn Trung, chuyên gia nha chu tại nha khoa quốc tế Denko Luxury cho biết, bệnh viêm nha chu được xem là một trong những bệnh có diễn biến phức tạp nhất và ảnh hưởng nghiêm trọng nhất đối với sức khỏe răng miệng. Bệnh tiến triển qua từng giai đoạn với mức độ ảnh hưởng ngày càng tăng nặng, ảnh hưởng cực xấu đến sức khỏe và cuộc sống của người bệnh. Thông, một chiếc răng khỏe mạnh sẽ phát triển ổn định trong xương ổ răng, dây chằng và nướu. Tổ chức này giúp cho răng luôn chắc chắn. Tuy nhiên, khi mắc bệnh viêm nha chu, tổ chức xung quanh răng này viêm nhiễm, mô nâng đỡ của răng suy yếu, chân răng xuất hiện hiện tượng lung lay và có nguy cơ dẫn tới mất răng, thậm chí là mất răng hàng loạt. Bệnh hình thành và phát triển do các mảng bám và cao răng chứa nhiều vi khuẩn gây tổn thương lợi và quanh răng. Ngoài ra, các yếu tố như răng mọc lệch, chăm sóc vệ sinh răng miệng không đúng cách, sức đề kháng yếu, cũng góp phần làm cho tình trạng viêm nhiễm tiến triển nặng hơn. Không chỉ vậy, viêm nha chu còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe toàn cơ thể như làm đau vùng thái dương, gây khó khăn trong việc ăn uống, dễ dẫn đến đau dạ dày, ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa và sức khỏe. Do đó, ngay khi phát hiện những biểu hiện ban đầu của viêm nha chu, bạn cần phải có biện pháp điều trị kịp thời để ngăn chặn những hậu quả xấu có thể xảy ra. Làm để điều trị và ngừa hậu quả từ viêm nha chu. Trên thực tế, để chữa viêm nha chu có rất nhiều phương pháp đơn giản và dễ thực hiện như việc sử dụng nước muối, dùng kháng sinh, áp dụng một số biện pháp dân gian. Tuy nhiên, những phương pháp này chỉ có tác dụng giảm sưng, tiêu viêm là chính. Để điều trị triệt để bệnh, bạn cần có sự thăm khám của nha sĩ, từ đó đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất. Việc điều trị này bắt buộc phải là bác sĩ giỏi, có kinh nghiệm trong điều trị nha chu và cơ sở nha khoa phải được trang bị công nghệ tân tiến để việc điều trị cho hiệu quả tốt nhất. Chính vì vậy, bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc chọn lựa phòng khám nha khoa uy tín, nơi có các bác sĩ chuyên môn, công nghệ cao. Nha khoa quốc tế Denko Luxury chất lượng 5 sao là địa chỉ gợi ý cho bạn để tới điều trị bệnh nha chu. Denko Luxury tự hào là địa chỉ tiên phong trong việc thăm khám và điều trị viêm nha chu tại Hà Nội. Cơ sở vật chất hiện đại, được đầu tư công nghệ, máy móc tiên tiến, đặc biệt, đội ngũ bác sĩ tại đây có tay nghề tốt, am hiểu tường tận về bệnh lý, giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn tiến hành điều trị nha chu hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất. Các bác sĩ tại Denko Luxury sẽ tiến hành tiểu phẫu để khử bỏ các ổ vi khuẩn dưới nướu, làm sạch túi mủ, thậm chí là thực hiện thủ thuật ghép nướu, tái tạo các mô, xương răng. Đặc biệt, với những trường hợp làm răng sứ thẩm mỹ, bệnh viêm nha chu cần được điều trị triệt để kết quả sau phục hình duy trì lâu dài nhất. Răng miệng luôn có sự liên quan nhiều đến các vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, để có sức khỏe tốt, hãy bảo vệ và chăm sóc răng miệng của mình thật tốt, nếu không những hậu quả chết người sẽ do chính bạn gánh chịu.